Rồi, tiếp theo. Chúc ông bạn thành công. Thành công, chúc ông. Chúc ông thành công, chúc ông thành công. Một năm mới thành công gặp đủ may mắn. Vâng. Bây giờ ban tổ chức. Ban tổ chức tôi là xin được tới các ông là một chén rượu. Chúc mừng năm mới. Chúc các ông một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Chúng tôi sẽ mời bên chị em phụ nữ sẽ giải đầu tiên là chị sao? Vâng, mời mời một chị. Bên đoàn văn nghệ là chúng tôi xin mời đồng chí Tánh. Mời đồng chí Bánh nào. Chúc bạn thành công. Nhưng mà một chén rượu thì không thể thiếu được. Cảm ơn chị nhảy rất đẹp. Vâng. Mời chị nhảy thêm lần nữa. Bà con ơi, hãy dành cho chị một tràng pháo tay thật nhiệt tình. Cũng là lời chúc cho chị là một năm mới nhiều may mắn. Alo. Tiếp theo sập chủ mới nội xã xe Thái Kỳ khảo ma pít quân hoàng. Chị mời nội xã xe đang nghe nè. Alo, mời phá xe rồi, mời phá xe. Mời các chị em đội văn nghệ hãy chọn những bông hoa, hãy chọn những bông hoa, những bông hoa là phần quà, những bông hoa là một phần quà đời.